Ơi, mình xin Ơi. chào cả nhà nghe. Hôm nay cả nhà. Nó trời mưa mát mẻ quá đi mua cua với ghẹ răng đi. Ơi. Nó bò sao? Chắc đi sao đó. Bò đó. Đổ nước là vô là nó hết bò. Bò. Đây là cô tắm rồi cả nhà mua mà nó cho giải kìa. Cuộc giải thứ hai không? Hết sức cuộc giải rồi. Đi con này cho bà làm đi con này. Làm đi con. Dạ. Nó nghiếp. Dễ thương quá hả? Dạ. Đắng quá. Dạ. Dài. Cô ghẹ sẽ lột cái này. Cái gì vậy con? Đây là ghẹ mặt trăng không? Cắt chi thun rồi còn chi thun kìa. Không thấy. Cái nước nó đắng. Đắng. Cái cục cái thun vậy. Nhỏ, nhỏ bán sống bên này nó không có bán. Có mình rồi nếm nếm cái nhà rồi mình sẽ đem nó đi luộc. Đây là cua nữa nè, ghẹ thì nằm ở dưới. Rồi, xem qua bếp ga nghe, lộ. Nước sôi lên. Nước sôi rồi nó nhảy dưới coi nha. Để nắp lại. Không có trà. Này là món chấm cả nhà. Không có tiêu. Hiểu nó bò chấm kìa. Mấy con cua nó bò. Nấm nó bò rồi cục. Rồi nó sôi sôi lên là nó chín. Nó sôi nó đỏ rồi vừa. Nó đậu sôi cả nhà. Cô ghẹ thêm con cá đi hầm cả này nữa. Lá gấp nó bỏ vòng vòng nó bưng ra luôn. À, giờ nó chín chưa nghe. Nó đầu đỏ đỏ nghe cả nhà. Bỏ chín xíu là nhắc ra được rồi. Tại là cua với ghẹ này nó chín quá là nó ăn không ngon nữa nha. Rồi vài phút nữa đi nó chín sẽ nhắc nó xuống nha. Rồi đó. Khi nào không hứng lên không làm nữa thì luôn buông nữa. Còn mai mốt có người chết thì có tiền. Đó, cũng sắp chín nè cả nhà. Trời nó đỏ đỏ lên vậy là chín rồi nè. Chín quá không ngon cái nhà mình sẽ lặn lại nha. Quá nhiều à. Mỗi con này chắc 2 kg. Rồi để nắp lại chừng vài phút nữa chín nữa nha. Rồi cua chín rồi nghe cả nhà. Nó kẹp ghê luôn. Chua nó kẹp con này nữa. Kẹp nhiều em.
trời ơi, còn dân đụng cạn chứ. Xe đen mà ngoài mình ăn đi cả nhà. Ui, nóng quá, nóng quá. Cá cái bông đầu cơ luôn hết à. Đó, một cái cặp nghĩa luôn cả nhà. Đó, đó. Mày sớm, dĩa gà còn thêm dĩa cơm, dĩa đồ ăn. Chọn bữa đi. Quá giàu rồi. Đây, quay vô chân. À đây. Gì cái gì? Hết cỡ rồi à. Đi đi đi. Cơm hả? Chứ cho em nè, chứ gì? Trời ơi, mà sao không ăn gì? Mũi mà đập hoài cũng được rồi nè, cô nè. Quá mũi. Trời ơi, mũi cắn rồi. Má này ngọt trời, nói tới là bật vô vô. Rồi, sen vô coi rồi. Mũi ngọt không? Nó chạy lắm. Mũi ngọt không? Mũi vô không kìa kìa. Trời ơi, đóng cửa mũi vô quá hay. Cửa bên chi đi. Cửa đó mừng cái đêm mừng cái cửa đó đóng nó cũng vô rồi. Cô cà đi. Bên chi. Chị cô ba. Ừ, ngon à. Em hả? Bắt nó còn ghẹ. Đây ghẹ con ngoài bên bên lại cho Út ngồi xuống. Rồi mình tắt máy gia đình ăn cả nhà. Rồi giờ mình nữa cho một lớp tàn sát, bánh sát cho nữa nha. Vỏ không? Lấy cái bọc đi bác ơi. Rồi mình cũng kết thúc clip đây nghe cả nhà. Chúc cả nhà mới nhiều sức khỏe. Tự nhiên công việc. Bye bye. Chào tạm biệt. Tại quay lại cái cảnh năng chia.